Đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm hoa sen bằng lá dừa cách thứ ba. Đây, nhìn hoa sen như thế này nha. Rồi công cụ mình làm á, thì hai cọng lá dừa như thế này và cái kéo. Rồi mình sẽ tước cọng lá dừa ra. Mình sẽ tước ra gì? Rồi, khi mình đã tước ra như thế này phải không? Mình sẽ sắp đều lại. Sắp đều một đầu lại. Đó, nhìn. Mình sẽ bẻ co gập. Đấy. Gập lại thì một khúc ngắn, khúc dài gì ha. Đó. Khi được khúc ngắn, khúc dài gì rồi, thì mình sẽ bắt đầu xếp. Theo mô như này nha. Cái cọng ngắn thì mình sẽ để dưới nha. Cọng dài mình để trên. Đó, xếp lại. Đây. Cộng thứ nhất chồng vô cộng thứ hai chồng vô cộng thứ nhất nè. Cộng ngắn mình luôn để dưới nha. Đó. Cộng thứ ba vô cộng thứ hai. Rồi cộng thứ tư chồng vô cộng thứ nhất. Cộng chồng vô cộng thứ ba. Và xóa ngang cộng thứ nhất. Đó. Như thế này. Mình xóa vô nó sẽ được gì? Thì cái kiểu này là mình tất cả các video mình hướng dẫn làm hoa gần đây tất cả đều mình đã chỉ này rồi. Đó, khi đã thấy nó chắc chắn gì phải không? Thì mình cộng dải cho nè. Mình sẽ bẻ qua. Đó. Lấy mối. Đó, cộng thứ hai bẻ qua cộng nhất nè, đó. Cộng thứ ba bẻ qua cộng thứ hai. Rồi. Cộng thứ tư sẽ xỏ ngang cộng thứ nhất. Đó. Vậy đó. Rồi. Tiếp tục nhịp không? Mình đã xỏ như gì rồi nè. Thì cái cọng ngắn này nè, mình sẽ bẻ. Tới lúc này mình bẻ cọng ngắn nha. Đó. Mình phải bẻ cọng ngắn cái này bạn cứ bẻ đi bẻ cọng ngắn như vậy đó rồi mình sẽ khi nào hết cọng ngắn thì thôi nếu mà có dư khúc đó, thì mình sẽ cắt bỏ như thế. Đó. Này bẻ quận nữa đi, quận nữa được. Cái này mình làm là cái mặt dưới của cái bông sen. Nó có để nó bằng đặng cho mình để nó thêm quận nữa đi, còn dư nhiều quá. Đó. Xấu quá. Đó. Khi mình đã được dư gì phải không? Lấy kéo mình cắt bỏ. Cắt mấy đầu dư này bỏ. Đó. Mình cắt đầu dư con gì phải không? Thì mình lật ngược lên. Thế nè. Lật ngược lên gì nè. Vậy đi, lật ngược lên. Thì cái công đoạn này á, thì lúc nào cũng nó có bốn cộng gì phải không? Này, bạn sẽ sấy gì nè. Đó thế vòng bao nhiêu phải không? Mình vòng luôn mình vòng cong luôn mình xỏ vô cái lỗ này đó đây nha đó những cái mình kéo kéo gì đó thì cổng thứ hai này cũng vậy nè đây đây đấy mà mình bẻ vòng qua vòng gì sao quá cái cua vòng cua gì sao nè cái sỏ lỗ này đó cổng thứ ba nè cũng vòng cua vậy nữa nè vòng cua gì sao vòng gì sao
Đó. Nó tạo cái hình rất đẹp không? Đó. Cộng thứ tư này cũng dòng vậy thì sao? Xỏ. Đó. Xem. Đó, được bốn cánh rồi phải không? Thì tiếp tục nè, đây. À, nó cũng tất cả này, mình này nè đang thuận tay đúng không, mình bẻ về mình dòng vì sao nè, đó dòng vì sao là lúc mình phải cua gì phải không, nhưng mà cái lần này dòng vì sao gì mình không có bẻ cua nữa, nhưng mà mình bẻ ngược lại dòng vì sao gì mình sẽ bẻ ngược lại gì đó chờ đó đó nè. Rồi mình lật qua đây cũng vậy nè, bẻ cua dòng gì đó dòng như sao nè, rồi mình bẻ ngược gì nè trước lại đó đó. Cái thứ cộng cái ba nè, mình bẻ sấy gì phải không, bẻ gì sao nè đó, rồi bắt đầu mình dính đây bẻ gì trước xỏ đó đó đó. Rồi cái cuối cùng đây nè, mình cũng bẻ cua gì phải không, bẻ gì sao trắng lại bẻ gì trước đó, ăn sao nó sẽ xỏ này nè đó xong là mình sẽ được cái bông như sen như thế này nè. Rồi công đoạn cuối là mình chỉ cắt bỏ phần dư này thôi. Đó, mình bỏ phần dư này. Rồi. Mình sẽ được que sen như thế này. À, nhìn đẹp mọi người. Rồi, mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha mọi người. Rồi, tất cả chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người.